Vâng, trước mắt quý khách hàng đây là bộ sản phẩm Âu Á Hộp gốm mun đuôi công và được phun BU trần. Và bộ sản phẩm này thì là hàng đặt và bên cơ sở em đang bán với giá cực kỳ là ưu đãi, với giá chỉ có 29.800 mà thôi. Hàng đặt theo yêu cầu và khuôn tranh dày là 4 phân và ván dày là 2 cm và vân thì vô cùng là đẳng cấp. Gốm mun đuôi công là một trong những loại gỗ thuộc nhóm 1 và chất gỗ đắng và vân gỗ đẹp và gỗ chịu lắng mưa cực kỳ là tốt và không bao giờ lo cong vênh mối mọt. Và đặc biệt hơn là trong thời gian gần đây được thị trường tin dùng và cũng như là sử dụng mua, đặt mua cực kỳ là nhiều. Vâng, và đặc biệt là các bác ở trong Nam thì gỗ mun đuôi công là một trong những loại gỗ mà được ưu tiên hàng đầu luôn. Vân gỗ rất đẹp. Và đoạn dài của bộ sản phẩm này là dài là 2m4 nha các bác nha. Đoạn dài là 2m4 và sâu là 60 và cao từ chân lên trên đỉnh là 1m1. Và cái cột này bên cơ sở em làm cột là 12 cm. Cột là 12 cm. Đấy, khuôn tranh là 4 cm nha các bác nha. Khuôn tranh là 4 phân và ván dày là 2 phân. Rất dày. Cực kỳ là dày. Vâng. Cực kỳ là dày. Bàn thì bên cơ sở em làm bàn là rộng là 73, dài là 1m4 và sâu. À, bàn đôn thì có ngăn kéo nha các bạn nhé. Đấy, bàn đôn có ngăn kéo, kéo ra kéo vào cực kỳ là tiện lợi. Và kèm theo là một đôn kẹp đỡ đầu bàn. Kích thước là dài là 73 và sâu là 45 cm. Đôn kẹp cũng có ngăn kéo. Tiếp đến thì em xin giới thiệu với các bác đó chính là chiếc ghế đơn. Ghế đơn thì dáng ghế ngồi thì cực kỳ là thoải mái luôn. Để các bác có thể ngồi cực kỳ là thoải mái. Các bác có thể liên tưởng là khi mình ngồi vào, hạ đầu thì mình ngả vào vách, còn hai tay để hai bên. Rất đẹp. Với kích thước là các cái vách này em làm trơn toàn bộ. Và kích thước là chiều ngang là 1m1, chiều cao là 1m15cm và sâu là 60cm. Vân gỗ rất đẹp. Và full BU mà là một trong những loại sơn mà cao cấp nhất của Đài Loan. Và hàng chống xước nha các bác nha, chống xước và chống lước. Vâng, cực kỳ là đẹp. Mọi người phải liên hệ với em qua số điện thoại là 0961 19000. Cơ sở em ở đối diện công ty giày da thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và bên cơ sở em với tổng diện tích sản xuất là 10.000m2. Các bác ở gần thì đến với cơ sở em để kiểm tra mộc và cũng như là ký kết vào sản phẩm. Và cái kèm theo đó là một kệ tivi mó đồng tiền, dài là 2m4 và rộng là 54cm, cao là 81. Và hiện tại em đang bán với giá là 11.800. 11.800. Và bộ bàn ghế này em bán với giá là 29.800 nha các bác nha. 29.800, hàng gồm có 6 món. Rất đẹp. Và cả bộ sản phẩm này sẽ kê chiếm diện tích là 8m2. Em xin nhắc lại là kê chiếm diện tích là 8m2. Cột của bộ sản phẩm này là cột là dày là 6cm các bác ạ. Cột dày 6cm, rất dày. Mọi người xem video ủng hộ giúp em bằng cách like và đăng ký kênh giúp em. Em xin chân thành cảm ơn. Vâng, đây là đằng sau của bộ sản phẩm ạ. Vân rất đẹp nha các bác nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã bớt chút thời gian theo dõi video em. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.